Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ôn Trọng Sư Huynh. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Trường Thọ cười nói, chư vị đều là trọng thần Thiên Đình. Lúc này Ngọc Đế Bệ Hạ cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng không có ở Thiên Đình. Chúng ta tuyệt đối không thể luống cuống. Hiện giờ Thiên Đình vừa mới có chút khởi sắc, vạn sự đang ở trong thời khắc cất bước. Mười mấy vạn thiên binh mới đứng vào hàng ngũ chưa được huấn luyện, mấy chục thiên tướng vừa mới tấn thăng, chưa được học binh pháp. Vị thái tử yêu đình thượng cổ kia chính là nhìn chúng nội bộ Thiên Đình chúng ta còn trống rỗng mới không kiêng nể gì như thế, ngang nhiên chống lại thiên mệnh. Nếu vào giờ phút này chúng ta liền chỉnh quân trừ yêu, há không phải đúng như những gì yêu tộc suy nghĩ. Một nửa chúng tiên thần lộ vẻ mặt suy tư, một nửa lộ vẻ mặt không hiểu. Có chính thần trưởng quản Lôi Phạt Điện hỏi, Thủy thần, bây giờ yêu tộc đã là công nhân phản thiên. Lúc này Thiên Đình chúng ta mặc dù là không còn có thể xưng là cường thịnh, nhưng cũng đã có lực lượng trấn áp yêu tộc. Nếu yêu tộc phản, chúng ta không xuất binh, thiên uy ở đâu? Sao có thể duy trì thiên địa chính đạo? Lời ấy sai rồi. Lý Trường Thọ ấm giọng. Thiên Đình bây giờ mặc dù đã có thể trấn áp yêu tộc, hơn nữa bên trong yêu tộc phe phái san sát, yêu vương không hợp, khó có thể một lòng. Nhưng lúc này trấn áp yêu tộc, thiên binh thiên tướng sẽ hao tổn bao nhiêu? Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ cất bước tiến về phía trước. Chúng tiên gia bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo, chú ý lắng nghe, chỉ sợ lọt nửa chữ. Lý Trường Thọ nói, nếu lập tức xuất binh, coi như yêu tộc là đám ô hợp mà nói, thiên binh thiên tướng sẽ tử thương như thế nào? Nếu thiên binh thiên tướng của chúng ta tử thương quá nhiều, cho dù thuận lợi trấn áp chúng yêu tại ranh giới Bắc Châu, thực lực của Thiên Đình liền bày ra rõ ràng giữa thiên địa. Các vị, thiên địa hiện tại là lấy nhân tộc làm nhân vật chính, yêu tộc là chó bại trận. Nếu như không thể lấy uy thế Lôi Đình trấn áp yêu tộc, đối với thiên uy là vô ích, cũng sẽ vô ích đối với thiên địa chính đạo, sẽ chỉ khiến cho chúng tiên môn Trung Thần Châu giễu cợt. Thậm chí đại yêu tộc thượng cổ ra tay toàn lực, chúng ta bị đánh bại một lần, thiên uy sẽ không còn sót lại chút nào. Hơn 10 vị tiên thần bên trong Thông Minh Điện nghe vậy, tất cả đều gật đầu nói phải. Thủy thần nói có lý. Thiên Đình xuất binh không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp, nhất định là phải đại hoạch toàn thắng mới được tính là đánh ra uy phong. Vị chính thần chấp trưởng Lôi Phạt Điện kia chắp tay, là tiểu thần lỗ mãng, suy nghĩ không chu toàn, mời Thủy thần trách phạt. Lý Trường Thọ cười nói, đều là suy nghĩ vì Thiên Đình, hơn nữa ngươi và ta đều là thần cùng điện, sao lại nói chuyện trách phạt? Đông Mộc Công bên cạnh thở dài, kẻ một ngàn nói một vạn, chung quy là thực lực Thiên Đình chúng ta bây giờ còn chưa đủ trấn nhiếp đạo trích như vậy. Các vị hãy ngồi xuống, vào trước khi Ngọc Đế Bệ Hạ cùng Vương Mẫu Nương Nương hạ phàm lịch kiếp, đã từng phó thác sự vụ Thiên Đình cho ta cùng với Thủy thần. Ngày hôm nay lại triệu tập các vị, chính là thương nghị ứng đối ra sao với sự tình yêu tộc làm khó dễ. Lập tức, Đông Mộc Công dùng tay làm dấu mời, tất cả chúng tiên thần trong điện đều nhập tọa. Ở giữa bàn tròn này, Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ ngồi tại chủ vị, Nguyên Soái thủ vệ giữ Phương Thiên Môn làm bạn ở bên cạnh, lại vẫn còn trống một vị trí. Đông Mộc Công nhìn vào chiếc ghế trống và nói, Thủy thần, không bằng chúng ta mời Long Cát công chúa đến đây. Mộc Công. Lý Trường Thọ cau mày nói, mặc dù mời Long Cát Điện Hạ đến đây cũng hợp tình hợp lý, nhưng chỉ sợ bệ hạ sẽ không vui khi Long Cát Điện Hạ tham dự những sự tình này. Đông Mộc Công không khỏi giật mình, vội vã. Vậy thì theo ý kiến của Thủy thần, mời Thủy thần xử trí. Mời Nguyệt Lão đến đây đi. Lý Trường Thọ cười, ngày hôm nay còn chuyện quan trọng, cần Nguyệt Lão ra tay. Hồi chào. Nguyệt Lão ở trong góc thông minh điện không khỏi có chút sửng sốt. Chiến sự thiên đình như vậy liên quan gì cùng với Nguyệt Lão y? Bất quá Thủy Thần đã nói ra lời này, Nguyệt Lão cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cúi đầu đi về phía trước, mang theo một chút áp lực, câu nệ ngồi ở vị trí cuối bàn tròn. Toàn bộ thông minh điện bởi vì hỉ bào tiên diễm đỏ chót này nhiều hơn mấy phần màu sắc. Đông Mộc Công hắng giọng đi vào đề tài thảo luận. Có tướng lĩnh thiên đình không cảm tình đọc hịch văn thảo phạt của yêu tộc lãng một lần, chúng tiên thần nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Đông Mộc Công cười. Thủy Thần, chúng ta ứng đối chuyện này ra sao? Lý Trường Thọ. Hịch văn này viết cũng không tệ, quả thực có thể nói là than thở khóc lóc. Nói thiên đình chúng ta lấn yêu tộc lương thiện bọn hắn thế nào. Yêu tộc bọn hắn đã tránh lui khắp nơi, nhường nhịn đủ kiểu. Bây giờ không thể nhịn được nữa, tuyên bố không tuân theo mệnh lệnh của thiên đình. Nhưng nghĩ kỹ lại, hịch văn không có chút nội dung nào, lại là tương đương không muốn mặt mũi. Nói liền giống như trước đây yêu tộc thực sự nghe theo hiệu lệnh của thiên đình vậy. Chúng tiên thần lộ ra mấy phần ý cười, không khí trong toàn bộ đại điện đều vui vẻ hơn rất nhiều. Đông Mộc Công cười, yêu tộc này cũng khá chú ý, có thể cắn ngược lại chúng ta như thế. Các vị phải chú ý, yêu tộc hiện nay nói chính là kháng thiên mà không phải phản thiên. Lý Trường Thọ, đối phương lưu lại một chút đường lui, thái tử yêu đình lục áp cùng với chúng cao thủ yêu tộc thượng cổ còn sống sót mới thực sự là phiền phức. Bất quá, điều chúng ta lập tức phải làm trước là phát ra một bản hịch văn. Đông Mộc Công cau mày, lại phát ra hịch văn là muốn đáp lại hịch văn của yêu tộc. Đầu tiên phải đóng chiếm đại nghĩa. Lý Trường Thọ, đối phương viết những điều này bên trong hịch văn, chúng ta một điều cũng không đáp lại, chỉ liệt kê từng tội trạng của dư nghiệt yêu đình thượng cổ. Việc này đừng có liên quan đến nhân tộc, vẻn vẹn chỉ nói những yêu tộc thượng cổ này hiếu sát thành tính, giết hại vạn linh, không biết thiên số. Bọn hắn huấn luyện yêu binh, luyện chế tà bảo, vắt kiệt linh khí thiên địa, linh mưu đồ làm loạn. Bên trong bản hịch văn thứ hai còn cần kiểm tra điểm ra, thiên đình là do đạo tổ cùng các vị thánh nhân lão gia đạo môn lập ra, làm như vậy để bảo hộ thương sinh, giữ gìn thiên đạo vận chuyển, cũng không phải vì thống ngự vạn tộc. Cách làm ở thượng cổ đã không thể thực hiện được, phàm là sinh linh đều có quyền lựa chọn chính mình phải chăng được xưng là yêu tộc. Chúng tiên cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như có đủ mưu trí, nghe Lý Trường Thọ nói những lời này, đều rõ ràng là phân lượng câu nói đó của Lý Trường Thọ. Nếu như mưu trí không đủ, Dũng cảm thấy những lời Thủy Thần nói có lý. Tất nhiên, ở đâu cũng đều không thể thiếu hạng người chất phác. Có võ tướng buồn bực, thiên đình chúng ta về sau không thống ngự vạn tộc sao? Từng đôi mắt lập tức trợn mắt nhìn sang, làm cho vị võ tướng kia vô thức rụt cổ một cái, hận không thể nhảy vào trong kẽ đất. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thiên đình chúng ta là hộ đạo mà không phải là vì thống ngự vạn vật. Các vị cần phải nhớ kỹ việc này. Tất cả chúng tiên đều xưng thiện. Lại có một tiên thần lo lắng nói, một khi phát ra hịch văn này, nếu yêu tộc lại phẫn nộ đánh thiên đình, lại nên làm thế nào? Lý Trường Thọ lạnh nhạt, đó chính là khoảnh khắc tất cả cao thủ yêu tộc chết không có chỗ chôn, nhất định sẽ không có cho tàn lưu lại. Chúng tiên thần lập tức an tâm, biết Thủy Thần có thể nói như vậy, nhất định đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Đông Mộc Công bên cạnh lại giống như đang có điều suy nghĩ. Tại sao những lực lượng này y cũng có, những lời này y cũng có thể nói, lại không phải làm hời hợt như Thủy Thần, lại có phong cách như vậy? Định ra nội dung chủ yếu và thời gian ban bố bản hịch văn thứ hai ra bên ngoài, Lý Trường Thọ liền bắt đầu an bài sự tình kế tiếp. Một nửa chúng tiên binh thiên tướng phòng thủ tại thiên môn, một nửa tu chỉnh huấn luyện thay phiên lẫn nhau. Đồng thời hạ lệnh đối với Long tộc tứ hải, mệnh Long tộc chuẩn bị một nhóm cao thủ gấp rút tiếp cực viện thiên đình vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bản hịch văn thứ hai phát ra, thiên đình sẽ lấy danh nghĩa trừ yêu, hạ thấp một chút tiêu chuẩn tuyển mộ thiên binh, đồng thời kêu gọi tất cả chúng tiên môn nhân tộc Trung Thần Châu làm chủ thể tiến về phía Bắc trừ yêu. Đây đều là những ứng đối ban đầu, cũng là phản ứng hợp lý Thiên Đình làm ra. Kế tiếp, Thiên Đình còn có vài tấm át chủ bài có thể dùng, ví dụ như cầu viện đối với Tam Giáo, mời lão quân tại đâu xuất cung ra mặt, đại linh bảo tại Yêu Thăng Sơn lại xuất hiện, vân vân. Lý Trường Thọ cười nói, các vị nhất định phải vững vàng, chậm rãi trì hoãn thời gian, làm cho yêu tộc tự sinh loạn. Bây giờ Ngọc Đế Bệ Hạ không có ở Thiên Đình, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái cớ như vậy để tránh chiến bài, chiếm đóng đại nghĩa, thảo phạt yêu tộc. Yêu tộc vào giờ phút này chính là bầy yêu vừa mới tụ lại, khí thế thịnh nhất. Nếu trì hoãn thời gian 3 năm, khí thế yêu tộc tất suy. Trì hoãn 10 năm, khí thế yêu tộc tất bại. Trì hoãn 2-30 năm, yêu tộc hoặc là hóa thành năm bẻ bảy mảng ngay tại chỗ, hoặc là vị lục áp kia không biết tự lượng sức chủ động phạt thiên. Trong thời gian này, chúng ta đều có thể trầm tĩnh lại. Các nơi thiên môn tăng cường phòng giữ, một nhánh đặt binh mã tại trung thiên môn phối hợp tác chiến, có thể an đại cục. Tốt nhất, chúng ta trì hoãn đến khi bệ hạ lịch kiếp trở về. Khi đó Thiên Đình chúng ta đã chuẩn bị sung túc. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, hạ phàm trừ yêu. Thiên binh không cần tổn hại nhiều, liền có thể dương thiên uy, bình chính khí. Đây không phải là chuyện tốt sao? Bệ hạ làm sao sẽ keo kiệt khen thưởng. Chúng tiên thần hai mắt tỏa sáng, nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Đông Mộc Công cũng cười nói, trong thời gian này, nếu yêu tộc ở lại hạ giới chửi rủa, chúng ta không cần để ý. Chuyện này vẫn cần để ý. Lý Trường Thọ lại nói, tìm mấy vị thiên tướng biết ăn nói am hiểu chửi nhau. Nếu có yêu tộc chửi rủa, liền trực tiếp phản kích trở về. Tốt nhất là mắng cho bọn hắn không nhịn được khởi binh phạt thiên. Nhưng phải chú ý đừng nói những ngôn ngữ xấu xa làm mất uy tín Thiên Đình chúng ta. Hiện nay, nhánh yêu tộc kia cưỡi hổ, mưu toan mượn hổ uy đe dọa. Chúng ta liền làm bọn hắn cưỡi hổ khó xuống, nhìn xem rốt tục là ai sợ ai. Có thiên tướng hỏi, Thủy Thần Đại Nhân, nếu trong lúc này sĩ khí thiên binh chịu ảnh hưởng, nên trấn an thế nào? Việc nhỏ mà thôi. Lý Trường Thọ cười nói, ngày hôm nay liền có thể nói đối với các bộ thiên binh. Liền nói Đông Mộc Công và ta làm chủ, muốn đem toàn diệt nhánh yêu tộc này. Chỉ là lúc này lực lượng Thiên Đình có chút chưa đủ, nhất định phải chờ đợi một chút thời gian. Bảo bọn hắn an tâm chớ vội, chúng ta tiếp tục chiêu nạp binh mã. Cần phải lấy trạng thái nghiền ép đánh tới ranh giới Bắc Châu, chiến thắng lẫy lừng. Không ít thiên tướng nhếch miệng cười, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút rồi nói, trừ chuyện đó ra, đổi tên 1-2 bộ thiên binh thiên tướng, thường xuyên thao luyện trận pháp trừ yêu đại trận, biểu lộ ra sự quyết tâm của Thiên Đình chúng ta. Vâng. Chúng thiên tướng cùng kêu lên đồng ý. Lý Trường Thọ liếc nhìn Đông Mộc Công. Đông Mộc Công dùng tay làm dấu mời, nói, Thủy Thần an bài là được. Vậy ta liền nói nhiều hơn vài câu. Lý Trường Thọ hắng giọng, ngồi thoải mái trên bảo tọa, tiếp tục. Muốn đối phó với yêu tộc, dụng binh thật ra là một bước cuối cùng. Chúng ta là tiên thần Thiên Đình, làm việc cho Thiên Đình, hiệu lực vì thiên đạo. Yêu tộc không tuân theo Thiên Đình chính là không tuân theo thiên đạo. Chúng ta làm sao lại không sử dụng lực lượng thiên đạo? Trước tiên gọt mấy lớp da của yêu tộc bọn hắn. Nguyệt Lão đâu? Tiểu thần ở đây. Nguyệt Lão đứng dậy nghe lệnh. Lý Trường Thọ, Mộc Công và ta tạm thay Vương Mẫu Nương Nương xử trí sự vụ Thiên Đình. Hôm nay lợi dụng danh nghĩa Vương Mẫu hạ lệnh, nhân duyên điện ngươi tìm nhánh yêu tộc phản thiên lần này. Phàm yêu tộc cảnh giới trên chân tiên, nếu có nhân duyên liền nhiễu loạn nhân duyên, nếu không có nhân duyên liền tăng nhân duyên này. Nguyệt Lão vội hỏi, Thủy Thần Đại Nhân, làm thế nào để nhiễu loạn nhân duyên? Lý Trường Thọ đưa ra một ví dụ. Ví dụ nhân duyên giữa yêu vương Giáp và phu nhân có thể dẫn dây đỏ của yêu vương Ất vào, để Giáp Ất tranh nhau, dùng chuyện tương tự như thế, tiến hành từng nhóm. Nguyệt Lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bắt đầu cẩn thận suy ngẫm. Chúng tiên thần quay mặt nhìn nhau, bọn chúng đúng là không nghĩ tới một chiêu này. Đừng hỏi, đó chính là điểm mù của kiến thức. Lý Trường Thọ thản nhiên, Ngoại trừ nhân duyên điện, lôi phạt điện cũng có thể mỗi ngày không gián đoạn hàng lôi phạt cho những yêu có mang theo nghiệp chướng kia. Coi như dọa cho bọn hắn giật mình cũng được. Thần uy điện liền đưa vào giấc mộng, tìm một ít cao thủ yêu tộc đạo tâm không đủ cứng cỏi, báo mộng phá đạo tâm. Các thần vị trong hạch bộ lúc này còn trống hơn phân nửa. Nhưng tiên thần quản lý dịch hạch bộ có thể làm một ít phiền toái nhỏ cho những yêu binh kia. Chính thần quản lý tài bộ liền khiến cho bọn hắn là có một chút sự tình phá của. Tốt nhất là tham khảo cách làm như nhân duyên điện, khiến cho bọn hắn chết vì tiền, chim chết vì tài. Các vị, còn ai trưởng quản thần điện có thể ảnh hưởng đến yêu tộc, cứ mở miệng nói, mỗi người ở đây sẽ thương nghị một phen. Tiên thần lập tức đứng dậy. Tiểu thần quản lý phong bộ có thể khiến cho chỗ bầy yêu hội tụ càng ngày càng gió lớn, không thấy ánh mặt trời. Tiểu thần quản lý bốn mùa thay phiên có thể khiến cho chỗ bầy yêu hội tụ hàng đêm tuyết lớn, ban ngày nắng lớn. Tiểu thần quản lý hoàng hôn giáng chiều có thể viết lên trời những lời nói như yêu tộc thất bại, loạn quân tâm bọn hắn. Tiểu thần chuyên quản lý xí thần điện nhất định phải vào lúc bọn yêu tộc đi nhà xí, làm nổ nhà xí nhiều lần, khiến bọn quân lính tàn rã. Toàn bộ thông minh điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong nháy mắt. Không khí vừa sôi nổi đột nhiên ngừng động. Từng đạo ánh mắt nhìn về vị tiên thần nói chuyện kia. Vị tiên thần kia chột dạ rụt cổ một cái. Tiểu thần cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Lý Trường Thọ cười. Đánh người một công. Bên trong thông minh điện vang lên âm thanh cười to. Chúng tiên thần thiên đình tràn đầy sĩ khí. Trước đây lại chưa hề nghĩ tới thiên đình bọn họ có nhiều tiện ích đối nghịch như vậy. Đợi đại hội nghị sự bên trong thông minh điện kết thúc, các bộ thiên đình lập tức bắt đầu vận chuyển. Những yêu tộc tụ binh ở ranh giới Bắc Châu kia cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Trong vòng một đêm, truyền thuyết có quan hệ đến thủy thần lại nhiều hơn rất nhiều ở bên trong thiên đình. Trước kia đều nói thủy thần thiên đình tâm đen lại hung ác, đại đa số thiên thần đều không tin, cảm thấy thủy thần có thể quật khởi, hơn phân nửa vẫn dựa vào thân phận đệ tử nhân giáo gia trì. Nhưng sau ngày hôm nay, tiên thần thiên đình nói đến thủy thần đều là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tổng kết đại khái một chút, các tiên gia đều nói thế này: bẩn, tâm thủy thần thực sự bẩn, chúng ta kém xa tít tắp, vô cùng khâm phục đối với thủy thần, nguyện đi theo phía sau, ra sức trâu ngựa vì Ngọc Đế bệ hạ. Ra ngoài, bầu không khí của thông minh điện sôi nổi nhất. Tại hậu viện Đâu Xuất Cung, Huyền Đồ Đại Pháp Sư nghe kế sách Lý Trường Thọ mượn lực thiên đạo hành hạ yêu tộc, cũng bị đùa cho cười to một hồi. Đại Pháp Sư thu liễm nụ cười, bấm tay suy tính đôi chút, thân ảnh dần dần trở nên phai mờ. Trong tay sư đệ, há có thể là binh tốt không thiện chiến. Tại bờ thiên hà, chúng thủy quân thao diễn trận pháp ngay phía trên thiên hà. Hai vị phó thống lĩnh đốc quân ở bên cạnh. Ất huynh nói xem, lúc nào ta có thể mang binh đến yêu tộc bọn hắn thưởng ngoạn phong cảnh. Bởi vì thủy quân thiên hà nằm dưới sự quản lý của thủy thần, ngày bình thường thủy thần hoàn toàn mặc kệ việc này. Đại quyền lực trên thực tế đều nằm trong tay mấy vị phó thống lĩnh. Biện Trang ngập một tọng linh thảo, nằm trên dốc cỏ thoai thoải bên sông, hai tay gác sau đầu, khuôn mặt tuấn tú có chút lười biếng, thản nhiên hỏi một câu như vậy. Ngạo Ất đã tọa tu hành bên cạnh, mắt cũng không trợn, thuận miệng trả lời. Thông minh điện nghị sự vào nửa tháng trước, giáo chủ Vô Mộc Công định ra chiến thuật kéo dài thời gian, tiến đánh yêu tộc, ngươi và ta hẳn không có cơ hội xuất thủ. Như vậy sao? Biện Trang thoải mái thở hắt ra, bên miệng mang theo nụ cười có vẻ hơi nhộn nhạo, nhỏ giọng thầm thì. Cái gì gọi là thiên đình? Đến ngày hôm nay tao cuối cùng đã có kiến thức. Nghe nói nhân duyên điện đã dắt mười mấy sợi dây đỏ, có tượng đất yêu tộc cảnh giới thiên tiên hôm trước đều trực tiếp nổ. Có lẽ là bị yêu vương tình địch xử lý. Đáng tiếc, nhân duyên điện không có cách nào can thiệp nhân duyên của tiên trường sinh. Không thì yêu tộc có gì phải sợ. Chỉ cần vài sợi dây đỏ liền xử lý xong. Đại nhân quản ánh bình minh chiều thì càng quá phận, trực tiếp viết thịch văn trừ yêu trên mây để cho hết thảy yêu tộc xem. Cũng không biết đại bộ phận yêu tộc có biết chữ hay không. Tuyệt nhất chính là cái gì? Ất huynh, ngươi có biết không? Không biết. Ngạo Ất nhàn nhạt đáp lại, không có hào hứng nói chuyện phiếm. Là Dịch Hạch Bộ ra tay, làm cho yêu binh ôm bụng đi nặng. Lúc đi nhà xí, lại bị chất bẩn phun tùng tóe. Ranh giới Bắc Châu hiện tại rất sôi động, hương thơm bốn phía. Ngạo Ất nghe vậy đầu tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu than nhẹ. Thiên Đình dùng chức quyền của các bộ tiêu hao thực lực yêu tộc, đây là điều trước đây chưa ai nghĩ tới. Cũng không biết làm như thế sẽ ảnh hưởng đến vận thế Thiên Đình hay không. Yên tâm, vấn đề chúng ta có thể nghĩ đến, Thủy Thần Đại Nhân và Mộc Công làm sao có thể không nghĩ ra. Biện Trang cười, đã có tiên thần liên tục theo dõi sự thay đổi của thiên đạo. Theo bọn họ nói, cử động lần này không những sẽ không ảnh hưởng gì, còn bởi vì chính thần Thiên Đình thường xuyên sử dụng chức quyền, hơi gia tăng ảnh hưởng của Thiên Đình đối với thiên đạo vận chuyển. Thật sự, càng ngày càng bội phục Thủy Thần nhà ta, giáo chủ nhà ngươi. Nụ cười trên khóe miệng của Ngao Ất lập tức chân thành tha thiết hơn rất nhiều. Rất có một loại cảm giác, chỉ cần ngươi khen ngợi Thủy Thần, chúng ta là hảo huynh đệ. Đúng vào lúc này, một đóa mây trắng bay tới từ nơi xa. Biện Trang ngẩng đầu nhìn lên, hơi run rẩy, liền vội vàng đứng dậy. Ồ, Thủy Thần Đại Nhân cùng với Nguyệt Lão làm sao đến rồi? Ngạo Ất lại là có chút bình tĩnh, đã sớm thông qua tiên thức bắt được hai thân ảnh này. Bình tĩnh đợi một hồi mới đứng dậy nghênh đón, cùng với Biện Trang cùng nhau la lên. Bái kiến Thủy Thần! Phía trên thiên hà, chúng thiên binh thiên tướng cũng dừng lại sự tình trước mắt, hành lễ đối với hai vị lão thần tiên trên mây. Lý Trường Thọ khoác tay, ra hiệu bọn họ hãy như bình thường, mang theo Nguyệt Lão rơi thẳng vào trước người Biện Trang cùng với Ngạo Ất. Nguyệt Lão, nhìn đi. Lý Trường Thọ cười, chuyên gia trong nghề chính là ở đây. Nguyệt Lão theo tay của Lý Trường Thọ thấy được thân ảnh Biện Trang, không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói. Thủy Thần, tính tình của Phó Thống lĩnh Biện Trang mặc dù hơi phóng đãng, dây đỏ thay đổi 3 lần mỗi ngày, nhưng y cũng không liên quan gì đến dây đỏ bên kia. Lý Trường Thọ cười nói, trừ Phó Thống lĩnh Biện Trang, Thiên Đình cũng không tìm ra mấy nhân tài có thể tùy ý thay đổi dây đỏ. Nguyệt Lão, hãy sử dụng đi. Như vậy cũng được. Nguyệt Lão thở dài, ít nhiều có chút không muốn. Biện Trang đang khom người cúi đầu, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Mặc dù cảm thấy chính mình có bị mạo phạm trước mặt, nhưng trong đáy lòng lại trở nên kích động. Lên Thiên Đình lâu như vậy, rốt cục có thể dính líu quan hệ cùng với Nguyệt Lão. Phó Thống lĩnh Biện Trang. Nguyệt Lão lấy ra một quyển trục chưa ghi, một chiếc bút tiên nhân, lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta hỏi Phó Thống lĩnh mấy vấn đề, mong rằng Phó Thống lĩnh có thể căn cứ vào tâm ý của chính mình trả lời thành thật. Nếu Phó Thống lĩnh Biện Trang coi trọng một vị nữ tử như hoa như ngọc, nữ tử này lại là phụ nữ có chồng, hơn nữa phu quân nàng tu vi cảnh giới thiên tiên giống như Phó Thống lĩnh sẽ làm thế nào để đào góc tường? Chuyện này... Biện Trang cau mày nói, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là nếu phẩm tính của Biện Phó Thống lĩnh lương thiện, làm việc có hạn độ, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đây là vì công vụ Thiên Đình, cũng bởi vì ở bên trong kế sách nhiễu loạn yêu tộc, không ít yêu vương quá mức ngây ngô, sợi dây đỏ đã thắt rồi nhưng bọn hắn không dám nói. Ta lại nghĩ nếu như có thể cho bọn hắn một biện pháp đào chân tường, liền có thể gia tốc nội loạn trong yêu tộc bọn hắn. Biện Phó Thống lĩnh gánh nặng đường xa, mong rằng hãy dốc sức truyền thụ. Nghe được lời nói chân thành của Thủy Thần, cái eo của Biện Trang dần thẳng tắp, cả người đều tản ra một loại quang huy thánh khiết. Mắt trái sứ mệnh, mắt phải trách nhiệm, nghiêm mặt nói. Nguyệt Lão chờ một lát, để cho ta sửa sang suy nghĩ. Nguyệt Lão nâng bút ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, quay người thưởng thức phong cảnh thiên hà, nhìn mây trào bên trong nước sông thiên hà, tưởng tượng năm đó Bất Chu Sơn đảo ngược, nước sông thiên hà chảy ngược trong thiên khung, lại nên là cảnh tượng cỡ nào. Giáo chủ ca ca. Ngạo Ất tới từ bên cạnh, truyền âm. Sử dụng thần quyền Thiên Đình như vậy, sẽ có tai họa ngầm gì không? Lý Trường Thọ cười. Nếu là ngày thường, Nguyệt Lão dắt dây đỏ lung tung tự nhiên sẽ bị tiên lực thiên đạo phản phệ. Nhưng lúc này là thời kỳ phi thường, lấy mệnh dưới danh nghĩa của Vương Mẫu Nương Nương chỉ nhằm vào yêu tộc phát ra hịch văn đối kháng thiên đình. Nguyệt Lão không những sẽ không bị thiên đạo trừng phạt, y làm càng nhiều, nhiễu loạn yêu tộc càng nhiều, công đức khen thưởng đạt được cũng càng nhiều. Đây chính là đại nghĩa, cũng là ý nghĩa hình thức và quy tắc. Yêu tộc phát ra bản hịch văn này đã là đi vào vòng luẩn quẩn chống lại thiên đạo, đã chú định chỉ có bại vong, nhưng phương pháp là do chúng ta lựa chọn. Ngạo Ất lộ vẻ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, không bao lâu lại hỏi, yêu tộc đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Trường Thọ đứng chắp tay, chậm rãi nói, cũng không phải yêu tộc tự tìm đường chết, mà là yêu vương có địa vị tương đối cao bên trong yêu tộc, hoặc là vị lục át đạo nhân kia muốn mượn cơ hội lần này rửa sạch hơn phân nửa thế lực còn sót lại của yêu tộc, từ đó giảm bớt các mối đe dọa của chính họ. Thiên đình bây giờ đã sắp đại hưng, thực lực nhân tộc phân tán bên trong các đại tiên môn, còn có sự tiết chế của đạo môn. Yêu tộc yêu đình thượng cổ còn sót lại chính là họa ngầm tâm phúc của Ngọc Đế bệ hạ. Lúc này yêu tộc không đi đường này, 100 năm sau hoặc là 300 năm sau, thiên đình tràn đầy thiên binh, cao thủ, yêu tộc cũng sẽ bị dọn dẹp. Có thể làm ra quyết sách, phát ra hịch văn thảo phạt thiên vào lúc này, liền chứng minh bên trong yêu tộc xác thực còn có tồn tại cao nhân, có thể nhìn thấy thiên địa đại thế, không thể khinh thường. Ngạo Ất ở bên cạnh suy tư một hồi, dần dần tiêu hóa lời nói này, vừa muốn tiếp tục hỏi. Biện Trang dùng hai tay ôm quyền, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Mời Nguyệt Lão tùy ý đặt câu hỏi, mà tướng đã chuẩn bị xong. Vậy thì mời Biện Phó Thống lĩnh nói, nếu như ngươi là một yêu vương, coi trọng phu nhân của một vị yêu vương khác, vậy làm thế nào để có thể quen biết phu nhân kia? Tất nhiên là đi đến động phủ đó bái phỏng mấy lần, kết giao cùng với yêu vương kia, bày ra phong độ bản thân. Đợi thời cơ chín muồi, nghĩ biện pháp đẩy yêu vương kia đơn độc gặp nhau cùng phu nhân, lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ, từ từ mưu toan như thế, quan sát phản ứng của vị phu nhân này. Nguyệt Lão co giật khóe miệng, ghi lại những lời này. Nguyệt Lão lại hỏi, lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ có những loại nào? Biện Phó Thống lĩnh có thể truyền thụ vài câu. Biện Trang có chút mặt đỏ tới mang tai, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, khôi phục cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm. Chuyện này kỳ thực có chút đáng xấu hổ, loại sự tình đào góc tường người khác này cuối cùng là không đúng. Ta chỉ là có một người bạn chuyên gia trên phương diện này, ta nghe hắn nói kỹ càng, bình thường mà nói, đều là dùng một chút hoa ngôn xảo ngữ, tương đối lợi hại một chút sẽ dùng quá trình tiến dần dần lên, ví dụ như thế này. Phu nhân, ta biết việc này không đúng, trái với lẽ thường, nhưng chính là không che giấu được ngưỡng mộ với nàng. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhìn nàng ta như đang trên cung trăng, nàng có thể cho ta gặp nàng vài lần được không? Dù chỉ là nói chuyện như vậy, phu nhân, cả đời nàng ta chỉ mượn một đêm. Ở bên cạnh, cái trán của Ngạo Ất cùng với Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen. Nguyệt Lão ngược lại là nghiêm túc ghi lại những lời này. Biện Trang tiếp tục chậm rãi, cung cấp những sách lược khác nhau. Một người một rồng bên cạnh ăn ý xoay người sang chỗ khác. Lý Trường Thọ cầm một bình sứ đưa cho Ngạo Ất, làm động tác cắt cổ đối với Ngạo Ất. Ngạo Ất biểu thị đã hiểu rõ, bình tĩnh thu bình sứ vào, lại có chút không đành lòng, truyền âm. Giáo chủ ca ca, dù sao cũng là chúng ta bảo y nói, trực tiếp đánh một trận như vậy, có phải có chút không ổn hay không? Y vừa dứt lời, liền nghe Biện Trang sau lưng toát ra vài câu. Nếu sự tình bại lộ, có thể mặt dày mày dạn dựa vào lý luận, biện luận, hô một tiếng đối với vị yêu vương chóc gian kia mà ngươi mất đi chỉ là tôn nghiêm mặt mũi, thân là nam yêu, nhưng phu nhân ngươi mất đi lại chính là nhân duyên thiên mệnh chân chính. Như vậy không sai biệt lắm, liền có thể không chết không thôi. Ngao Ất yên lặng lấy ra bảo kiếm, bên trong mắt rồng thon dài tản ra ánh sáng hung ác. Lý Trường Thọ bên cạnh vội vàng ngăn cản. Nhân tài như nhị sư huynh, về sau nói không chừng còn có tác dụng lớn, cũng không thể thiến như vậy. Biện Trang đang ở ngay một bên mở rộng ý nghĩ, không hiểu sao dùng mình mấy cái. Nhưng lúc này cảm giác sứ mệnh và vinh dự có chút lấn át. Y không quản nhiều, tiếp tục chậm rãi mà nói cùng với Nguyệt Lão. Yêu tộc Bắc Châu cũng không biết có thể chống được bao lâu. Sau nửa năm lục áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, Lý Trường Thọ vẫn luôn bận rộn tại Thiên Đình, đợi các bộ Thiên Đình đi vào quỹ đạo, thiên binh chiêu nạp cùng với thiên tướng tuyển chọn khôi phục bình thường, lúc này mới dần bứt ra. Hắn an bài mấy cố đạo nhân giấy giám sát tình hình các nơi ở dưới mặt đất Bắc Châu, thuận tiện nghiệm thu chiến tích của các vị thần tiên Thiên Đình. Nửa năm đầu tiên, nhân duyên điện có nhiều chiến quả nhất. Dắt dây đỏ cho yêu vương, độc thân, làm hao mòn ý chí chiến đấu, khiến cho trong lòng có nhớ mong. Dắt dây đỏ cho các phu phụ yêu vương, dẫn dắt đến xuất hiện tình hình mấy chục đôi tranh chấp 22, càng là có hơn mười mấy vị yêu vương trẻ tuổi vì thế mà thương vong. Trừ nhân duyên điện, chiến quả nhiều thứ hai chính là lôi phạt điện, sau đó là thần uy điện, thần xí điện. Ranh giới Bắc Châu, bốn mùa thất thường, nơi yêu tộc tụ tập không có một ngọn cỏ, linh khí dần phai nhạt. Thiên lôi tùy thời đánh xuống, thiên hỏa cuồn cuộn, giáng chiều phía tây còn thường xuyên xuất hiện từng hàng chữ yêu tộc tất vong, yêu tộc bất nghĩa, ác giả ác báo, đấu với Thiên Đình là một con đường chết, tạo áp lực khá lớn cho yêu tộc. Lúc này, tiểu yêu tu vi không cao đã không có bao nhiêu sĩ khí, những sinh linh khác tránh đuôi xa xa. Bên trong chướng khí Bắc Châu thường xuyên xuất hiện thợ săn vu tộc. Chúng tiên môn hướng Nam Bộ Trung Thần Châu liên thủ phong tỏa ranh giới, làm cho yêu tộc không dám đặt chân vào Trung Thần Châu. May mắn còn có thế lực yêu tộc tại ranh giới khác liên tục không ngừng cung cấp hậu viện vì đại quân yêu tộc phản thiên Bắc Châu để bọn hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Vẹn vẹn nửa năm, trong nội bộ yêu tộc đã xuất hiện không ít vết rách, chỉ bất quá đều bị đám lão yêu thượng cổ kia đè ép đi xuống. Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối chưa bắt được tung tích của lục áp đạo nhân. Nghe lén nửa năm cũng không nghe yêu tộc xuất hiện quân sư gì. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ thoáng có chút không hiểu. Chính lục áp nghĩ ra được chiều này, luôn cảm thấy không giống. Trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ thu hồi hơn phân nửa tâm thần. Hắn lẳng lặng đả tọa bên trong rừng trúc, mở hai mắt ra. Liếc nhìn phòng bài bạc sôi động, Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ. Hiếm khi mọi người đông đủ một lần, Linh Nga và Hữu Cầm Huyền Nhã vừa xuất quan cũng đang uống trà nói chuyện phiếm bên trong phòng bài bạc. Đánh đàn đánh cờ, Giang Lâm Nhi sư tổ cùng với Tiểu Kiều sư thúc, Tử Vũ Nhi sư thúc đang nhiệt tình chơi đấu đại thần. Lý Trường Thọ cưỡi mây đến vườn linh thú, quan sát Hùng Đinh Đị đang bế quan, truyền âm bảo Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã rời khỏi lầu các, thuận tiện cũng tiết lộ một chút sự tình Thiên Đình cho Linh Nga. Sư huynh, Trường Thọ sư huynh. Hai tiếng khẽ gọi, Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã đồng thời cưỡi mây bay tới, tay áo bồng bềnh, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại đều có ý vị. Linh Nga giống như một khối bạch ngọc tinh khiết và hoàn mỹ, mái tóc dài mềm mại, áo dài lụa màu lục nhạt thêu hoa lan, phối thêm váy ngắn ngang eo giống như lụa mỏng trắng nhạt. Tư thái vẻ đẹp của nàng xa xa không phải dùng hai chữ lung đinh là có thể khái quát. Hữu Cầm Huyền Nhã mặc chiếc váy dài màu băng lam yêu thích nhất của nàng, tóc dài buộc đuôi ngựa, trên cổ thiên nha trắng như tuyết tôn lên những đường nét gần như hoàn mỹ, nhưng dáng người này không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng trong mắt của Lý Trường Thọ còn có thể tóm gọn một từ: đẹp mắt. Lý Trường Thọ bố trí một tầng kết giới ở quanh ba người, liếc nhìn đà cầm ứng trên người cùng với ngọc phù ngăn cách tâm thần thám thính mà hai vị sư muội mang trên người, nói ngay vào điểm chính. Huyền Nhã, khoảng cách của ngươi đối với cảnh giới thiên tiên vẫn còn rất xa. Huyền Nhã. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huynh lúc nào cũng quen cuộc thư vậy với Hữu Cầm sư tỷ. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, nhanh nhất cũng phải bế quan mười mấy năm. Trường Thọ sư huynh, tiến cảnh tu vi của ta quá chậm sao? Tu vi không thể nói cầu nhanh chậm, người đã vô cùng cố gắng. Lý Trường Thọ ấm giọng, lấy ra hai bình đan dược từ trong ngực, dùng tiên lực đưa cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Đây là đan dược tăng tiến tu vi, gia tăng kết nối giữa luyện khí sĩ cùng với đại đạo. Mỗi 10 năm chỉ có thể dùng một viên. Ngươi không nên nóng lòng, tu hành tiến về phía trước từng bước, dựa vào vật này có thể đột phá bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Lý Trường Thọ có chút không yên lòng dặn dò, lại hỏi: Hai người các ngươi đã từng nghe nói sự tình bây giờ yêu tộc cùng với thiên đình sắp nổi chiến hỏa. Đã từng nghe. Linh Nga, không ít sư bá sư thúc bên trong môn phái đều đang nói những lời như vậy. Phong ngữ chú thường xuyên có thể nghe được chuyện này. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, thiên đình đang cần nhân thủ. Không sai, bất quá không phải vội vã nhất thời. Lý Trường Thọ, thiên đời đình hiện giờ chính là giai đoạn sắp hưng khởi. Ta muốn bồi dưỡng Huyền Nhã ngươi thành anh hùng thiên đình, làm cho người ta kính ngưỡng, cho nên cần ngươi có tu vi cảnh giới thiên tiên trèo trống. Hiện nay thiên binh thiên tướng đều lấy nam tử làm chủ, nhưng đối với thực lực luyện khí sĩ mà nói, nam nữ đều là ngang nhau. Nếu như thiên đình có thể sinh ra một nữ tướng hiên ngang, lại có tư thế không thua kém đấng mày râu, tất nhiên có lợi ích rất lớn đối với thiên đình. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe vậy mấp máy môi, ôm quyền cúi đầu, kiên định nói, Huyền Nhã nhất định sẽ không làm cho sư huynh thất vọng. Tăng lên lực lãnh đạo của nữ tính luyện khí sĩ tại Hồng Hoang liền dựa vào ngươi. Tất nhiên, lời này không thể nói ra được. Lý Trường Thọ lại nói, Linh à, ngươi đã chuẩn bị thế nào với chuyện tịch tuyển? Chuyện này không phải 12 năm sau sao? Sư huynh thật cam lòng để cho ta đối mặt với Hồng Hoang băng lãnh sao? Lý Trường Thọ gật đầu, sẵn lòng, hơn nữa còn phi thường sẵn lòng. Hắn còn chưa dứt lời, ba người chợt nghe một tiếng chào hỏi truyền tới bên tai. Linh Nga muốn đi ra ngoài địch luyện, đây cũng là sự tình không tệ. Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh xuất hiện một bức thái cực đồ xoay tròn. Uy năng của trí bảo tiên thiên thái cực đồ, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhận lầm. Tiếng nói của Đại Pháp Sư truyền ra từ đó. Trường Canh, hãy đi đến đây cùng với hai vị sư muội của ngươi, đoán xem vi huynh mang tới cái gì cho ngươi. Trên trán của Lý Trường Thọ tràn đầy dấu chấm hỏi, căn dặn vài câu với Linh Nga cùng Huyền Nhã, để các nàng đừng có mất lễ phép. Lúc này mới mang hai người bước vào bên trong thái cực đồ, trực tiếp đi đến chỗ thung lũng phụ cận độ tiên môn kia. Bên trong phòng bài bạc, Tiểu Cửu liếc nhìn phương hướng vườn linh thú thầm nói, làm sao đột nhiên liền không thấy người? Người bận tâm sao? Giang Lâm Nhi híp mắt, để ta mang ngươi đi nhìn một đôi thiên tiên. Sư nương vừa rồi đánh ra một đôi thiên tiên. Tử Vũ Thi sâu kín nói một câu, ở chỗ ta còn một tấm thiên tiên. Ồ, phải không hả? Bản sư nương mới không có gian lận. Không khí trong thung lũng có phần trầm mặc. Lý Trường Thọ nhìn đạo thân ảnh trước mắt, cảm giác chính mình đang trực diện đối với một đoạn lịch sử nhân tộc máu me đầm đìa. Đại Pháp Sư đang ngồi nướng cá bên bờ sông. Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng phía sau Lý Trường Thọ. Vào giờ phút này cũng đều nhíu mày chăm chú nhìn vào hơn trăm đạo thân ảnh đứng bên kia bờ sông. Những thân ảnh này rất khó được xưng là sinh linh. Toàn thân họ không có bất cứ khí tức dao động gì. Hai mắt vô thần, không nhúc nhích, giống như tượng đất vậy. Nhưng bọn họ đúng là sinh linh. Bọn họ giờ phút này còn sống. Trên người phần lớn đều có ít hoặc nhiều vết thương. Một nửa tứ chi không trọn vẹn. Ở dưới chiến giáp kiểu dáng cổ đáo, dường như là đang ẩn giấu hung thú ngủ say. Sư huynh, bọn họ là... Người. Huyền Đồ Đại Pháp Sư bưng cá nướng đứng lên, cười làm thủ thế. Một đôi nam nữ đi ra từ bên trong hơn trăm người này. Nam nhân cao gần một trượng, toàn thân cơ bắp, sẫm màu, thiết giáp trên người dường như đã hòa quyện cùng với nhục thân. Nữ tử có chút xinh xắn lanh lợi, trên má có vết sẹo, nhưng cảm giác nàng cho người khác vẫn là dịu dàng chiếm đa số. Hai người nâng tay phải lên, đặt vị trí trái tim của mình, một gối chạm đất, đồng thanh nói, bái kiến đại nhân. Ở phía sau bọn họ, hơn trăm đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng, quả thực giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Linh Nga vô thức hướng về phía sau Lý Trường Thọ né tránh. Hữu Cầm Huyền Nhã chăm chú nhìn vào những thân ảnh này, thoáng có chút xuất thần. Đại Pháp Sư thở dài, giao lưu cùng bọn họ có chút phiền phức. Ta cũng phải hao tốn mấy tháng công phu mới nói chuyện một lần cùng với bọn họ. Bọn họ đều nguyện trở về Hồng Hoang nghe hiệu lệnh, đánh giết đám chạy trốn yêu tộc lúc thượng cổ. Sư đệ, hãy dùng cho tốt. Lý Trường Thọ lại duy trì trầm mặc có chút khác thường. Linh Nga nhẹ giọng hỏi, Đại Pháp Sư tiền bối, những tiền bối này đến từ nơi nào? Huyền Đô Thành. Đại Pháp Sư cười nói, lúc thượng cổ chiến sự ở Huyền Đô Thành đã từng rất căng thẳng. Nhân hoàng phái những tướng sĩ này đi qua hiệp trợ Huyền Đô Thành phòng thủ. Bây giờ chiến cục Huyền Đô Thành bình ổn, dùng đạo binh lính liền đã đầy đủ bảo vệ. Bọn họ ở đó cũng nhàm chán, chẳng bằng trở về Hồng Hoang, chiến một trận cùng với yêu tộc. Yêu tộc hôm nay ta có thể ứng phó. Lý Trường Thọ mở miệng nói, sư huynh, hãy để cho các tiền bối này trở về Huyền Đô Thành tu dưỡng đi. Được. Một nam một nữ kia đáp ứng, đứng dậy, đi trở về trong đội ngũ, đứng yên giống như trước đây. Huyền Đô Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói, vì sao? Ngươi có biết thực lực bọn họ? Nơi đây tuy chỉ là 108 người, nhưng bọn họ đều là nhân tộc tinh nhuệ sót từ thời thượng cổ. Đội quân nhân tộc mạnh nhất năm đó đánh rớt yêu đình, phá vỡ đại trận Chu Thiên, chính là tiền thân của bọn họ. Lý Trường Thọ cười khổ, sư huynh, ta có tài đức gì mà ra lệnh với họ? Hả, hóa ra đang lo lắng chuyện này, các ngươi lại đây ngồi đi. Huyền Đô Pháp Sư cười nói, cùng mời hai vị thống lĩnh tới đây một chút. Lập tức một đoàn người ngồi bên cạnh đống lửa. Linh Nga sung phong nhận việc cầm gậy gỗ nướng cá. Hữu Cầm Huyền Nhã đi vào suối nước bắt càng nhiều linh ngư hơn. Một nam một nữ kia ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dáng phục tùng rủ mắt xuống. Lý Trường Thọ ngồi đối diện hai người này, nhẹ nhàng hỏi, sư huynh, Huyền Đô Thành có thể có chiến sự gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi nói, việc nhỏ, chính là một ít vực ngoại thiên ma lắc lư xung quanh hỗn độn hải. Lúc khai thiên tích địa, một ít tiên thiên thần ma đào thoát dưới bàn tổ phủ, cũng tạo nên một ít sinh linh. Phần lớn những sinh linh này hiếu sát thành tính, lại có ước mơ nồng đậm đối với Hồng Hoang. Còn may lực lượng thiên đạo bao vây Hồng Hoang 3000 thế giới, khiến bọn hắn không cách nào xâm lấn. Nhưng thiên đạo không được đầy đủ, tóm lại là không có khả năng không có bỏ sót. Cho nên năm đó đạo tổ đã ra tay, lập ra Huyền Đô Thành, chủ động bại lộ sơ hở của thiên đạo, do Huyền Đô Thành ngăn chặn con đường những sinh linh kia tiến vào Hồng Hoang. Ở thời kỳ cuối của Vu Yêu đại chiến thượng cổ, Vu Yêu lưỡng bại câu thương, lực lượng sinh linh bên trong thiên địa rơi xuống điểm thấp nhất. Thiên đạo vận chuyển chịu ảnh hưởng, những vực ngoại thiên ma kia liền nhao nhao đến gây sự. Huyền Đô Thành cũng liền náo nhiệt một hồi. Linh Nga nhỏ giọng tán thưởng, thực sự có vực ngoại thiên ma? Đại Pháp Sư lắc đầu, những kẻ kia lớn lên không có chút định tính nào, rất khó coi, từ đầu đến cuối không anh tuấn bằng sư huynh của ngươi. Linh Nga, điều này không thể so sánh. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại nhìn hai vị thống lĩnh này, lại lấy ra một bộ uống trà trong tay áo, pha 6 chén trà, dùng tiên lực nâng đến đưa chết mấy người. Mời tiền bối. Đa tạ. Nam nhân thân hình cao lớn thấp giọng, dưới mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt vuông chữ quốc tràn đầy bình tĩnh. Nữ tử kia dùng hai tay dâng trà nóng, cúi đầu nhấp một miếng, ánh mắt có chút biến hóa. Uống rất ngon. Tiền bối thích là được. Lý Trường Thọ ấm giọng. Đại Pháp Sư, sư đệ, người có biết vì sao hai người bọn họ là thống lĩnh? Kỳ thực không phải thực lực mà là tính người. Chỉ có hai người bọn họ vào lúc này có thể giao lưu cùng với người thường, bảo lưu lại thất tình lục dục xem như không kém bao nhiêu cùng với chúng ta. Bất quá hai người bọn họ cũng là khổ nhất, ngươi hãy giao lưu với bọn họ nhiều hơn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tự nhiên biết đây là Đại Pháp Sư đang khuyên hắn giữ lại cố lực lượng này. Tạm thời hắn cũng có chút do dự, một lần nữa trầm mặc không nói. Linh Nga đóng vai trò là một chuyên gia nhỏ năng động một lần nữa, nhỏ giọng hỏi, Đại Pháp Sư, những tiền bối này là nhân tộc thượng cổ sao? Ừ. Ánh mắt Huyền Đô Đại Pháp Sư có chút xa xăm, bưng chén trà, nhìn đám mây trên không trung. Bọn họ ngồi bên trên tảng đá không cao, nghe Đại Pháp Sư kể lại quá khứ. Nhân tộc do Nữ Hoa Thánh Mẫu sáng tạo, trời sinh đã có được tiên thiên đạo khu, sinh ra yếu ớt, am hiểu tu hành, gần với đạo. Lúc đó nhân tộc bất quá chỉ là một trong thiên địa vạn tộc. Bởi vì Nữ Hoa thành thánh, phần lớn các tộc tránh xa nhân tộc, để nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở. Dấu chân nhân tộc trải rộng tại bình nguyên sơn dã của Nam Thiên Bộ Châu. nhưng cũng kéo theo tai họa. Bởi vì đặc tính gần đạo của hồn phách nhân tộc, yêu sư Côn Bằng hiến cho Đông Hoàng Thái Nhất bí pháp dùng hồn phách nhân tộc luyện chế bí bảo. Yêu tộc vì triệt để đánh bạn vu tộc, bắt đầu trắng trợn tàn sát nhân tộc, bắt hồn phách nhân tộc luyện chế thần binh lục vu. Nhân tộc bị giết tới trăm không còn một, yêu tộc vẫn không chịu thu tay, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đoạn lịch sử nhân tộc này đến nơi đây liền bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như nhân tộc đời sau tận lực mơ hồ xóa đi chuyện này. Đại Pháp Sư là người chứng kiến lịch sử, người tham dự, tự nhiên biết toàn bộ bức tranh. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.